ghi nhận từ báo tin tức vào sáng ngày 30 tháng 3 tại km 117 trên quốc lộ 4D, đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sapa, thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Trung Trải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải lao xuống vực sâu khoảng 100m, khiến 4 người bị thương. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô chở theo nhiều thiết bị tăng âm, loa đài di chuyển theo hướng Sapa đi thành phố Lào Cai. Khi đến km 117, quốc lộ 4D thì bất ngờ ô tô bị lao xuống vực sâu khoảng 100m. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mất phanh. Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe, chưa rõ danh tính bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Ô tô tải cũng như toàn bộ hàng hóa đều bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương, công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường chỉ đạo cứu người bị nạn, hỗ trợ di chuyển tài sản, đưa nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.